Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là PD7 đây. Và ngày hôm nay mình làm video này vì mình biết có rất nhiều những anh em, những cá nhân cũng như là những cái doanh nghiệp có nhu cầu muốn sản xuất âm nhạc thương hiệu để giúp cho thương hiệu của mình tiếp cận nhiều tới người dùng hơn, cũng như là giúp cho các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những cái khách hàng hơn. Thì các bạn sẽ cần có âm nhạc thương hiệu. Với cái kinh nghiệm mình đã có được sau khi sản xuất âm nhạc cũng khoảng hơn 10 năm, cùng với đó là cái cơ hội để hợp tác cùng với rất nhiều những cái doanh nghiệp lớn nhỏ, thì mình có thể tự tin có thể giúp cho các bạn có được những cái sản phẩm âm nhạc tốt nhất để quảng bá thương hiệu của các bạn thực sự hiệu quả và đến gần hơn đối với người dùng cũng như là khách hàng của các bạn. Đừng ngại ngần, kết nối ngay với PD7 Record nhé. PD7 Record, âm thanh mang lại giá trị cốt lõi cho thương hiệu của bạn. Thank you.